Hello, xin kính chào anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử Văn Chắc của mình. Thì hôm nay có một cái mạch nè anh em. Cái mạch này là mình đã nhận của khách hàng. Nhà mình nợ của khách hàng là hình như là xém xém một tháng rồi anh em. Mình chưa từng gặp một cái mạch nào mà mình sửa nó cực kỳ khó khăn vậy. Không phải là khó khăn gì mà do mình cố chấp ha. Cố chấp là muốn sửa zin lại cho nó ha anh em. Thì rốt cuộc không được, bắt buộc phải độ một cái mạch công suất như thế này đây. Thì anh em thấy mình độ đây, mình cũng làm bắt một cái miếng dán ha, là chắc chắn ha anh em. Thì khoan xuống cái miếng nhôm đó đây nè, bắt dính xuống này. Rồi xong đưa cái này lên nè. Đấy anh em thấy ha. Mình làm cái là chắc chắn nha. Thì ở đây là để cho bà chủ nhân biết luôn. Thì đây là cái dây ga lo của nó ha. Đấy, thì cái mạch này, cái mạch này ha anh em, thì nó chạy con IC công suất là TDA8954. TDA8954 ha. Thì nó cũng anh em với thằng 8950 thôi, nhưng mà công suất nó sẽ cao hơn nha. Đấy, thì mình cũng may là mình có một cái mạch công suất này cũng chạy TDA8954. Đấy, cho nên mình thay vào ha, là nó không có thay đổi về mặt công suất, không có thay đổi về mặt gì cả. Tại vì nguồn là nó còn Ethan. Đấy, nó chỉ hỏng cái phần công suất thôi. Thì cái bệnh á là khi mà hát nhạc á, nó cũng bị ngắt bực. Alo nó cũng ngắt bực. Đấy. Mình đã tiến hành mình thay. Mình còn hai con IC, mình thay vào, mình định sửa riêng cho nó ha. Mình thay vào hai con IC không chạy, thay vào hai con IC không chạy nha. Nó chạy nó cũng bị ngắt vậy luôn. Đây thì cho anh em xem cái con IC nè, mình tháo ra nè, con này nó còn chạy luôn nha anh em. Này thì mình tháo trong cái mạch thứ này nè, cái con đầu tiên là mình mua, con đầu tiên là mình mua thì mình gắn vào nó cũng bị ngắt vậy luôn. Con thứ hai là cái con này là mình tháo từ trong cái mạch giống như thế này ra, gắn vào cũng bị vậy luôn. Mà cái mạch như thế này đó, mình cắm điện vào thì hát bình thường ấy, mà khi mình lấy linh kiện mình cắm vô đây thì nó hát nó lại bị ngắt. Đấy thì mình quyết định mình đóng thêm một con mình mua nữa thì cũng bị vậy luôn, nên là cuối cùng mình phải đổ cái mạch này. Đấy thì đổ lại thì công suất nó không thay đổi gì cả. Đấy thì hôm nay có đăng lên để chia sẻ cho anh em nha. Đây, con công suất mình tháo trong cái mạch này ra đây nha. TDA8954. Con này thì công suất nó cũng ok lắm anh em, con này công suất rất là mạnh, cũng mạnh lắm nha. Đấy. Mấy cái lò 5 tấc thường thường nó chạy 8950. Cái bo này là cái bo đời sau, nó có reward đâu đầy đủ hết ha, nên chạy 8954. Đây mình sẽ tháo ra, mình hướng dẫn cho anh em ha. Mình sửa rất là nhiều mạch này, nhưng mà do cái mạch này nó bị lỗi cái gì thì không nắm được luôn. Này thì mình tháo người xe trong cái mạch này. Đấy. Này. Thì ở phía trong kia thì nó cũng giống gì thôi ha. Thì anh em mà sửa mạch này thì lưu ý cho mình là thứ nhất là 4 con 10 ohm này ha, là đảm bảo nó còn sống. Đấy. Tiếp theo đó là cái cụm này ha, là bắt buộc con Zener. Đây anh em thấy DZ3 là phải có 5V ha. Phải có 5V, thì cái 5V để mở cái phần mút tiếng nha. Thì ở đây nó đâu có gì đâu anh em, và đủ hai điều kiện đó, với những cái điều, với điều kiện là những con tụ này không chập thì anh em đo thì biết rồi, rất là đơn giản thì IC nó sẽ chạy thôi. Nhưng mà cái mạch này là nó chạy nha anh em, chứ không đâu phải nó hỏng. Nó chạy dẫn ga tiếng anh em, mà dặn
volume dưới 50 là nghe tiếng tròn đẹp bình thường, nhưng mà trên 50 là ngắt bịch 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 bịch. Đấy, thay bao nhiêu con công sức cũng cũng vậy, buộc lòng phải độ cái này. Đấy, thì độ cái này thì nó có cái phần mút tiếng luôn nha anh em. Thì cái mạch này mình sẽ lấy cái IC đó mình đóng vào rồi mình kiểm tra lại ha. Thì mạch này mình chỉ còn có hai cái thôi, một cái này và một cái này thôi ha. Đấy thì là hết luôn, kiếm mua nữa không có, thì mua nữa không có nha. Đấy, ở đây nó có hoàn chữ AC này, là cái mút tiếng nè, mình lấy trực tiếp từ điện 41V mình đưa qua luôn nha, nó ghim bởi Zener rồi. Đấy, cái mạch này thì mình báo giá là 500 nha anh em. Đấy, do mà cái mạch này là lỗ nặng luôn, do là cái con IC là 380 mà, con IC là 380 nha, mình đóng vào là nó không chạy. Còn còn cái mạch này á thì mình mua hình như hồi xưa mình mua là nó còn rẻ anh em. Xưa mua hai mạch này như có 450 gì phải, một cái 450 nha, chứ không phải hai 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 cái nha. Hai cái mà 450 thì không đủ tiền con IC nữa. Đấy thì do hồi xưa mua rẻ nha, cho nên là bây giờ thôi đóng vào cho nó xong luôn anh em. Để mình để cũng khá là lâu rồi, gần cả tháng của khách hàng rồi, định để nghiên cứu nha. Hầu như là những cái mạch mà lo kéo mà nó bị lỗi á, hầu như mà anh em nghiên cứu mà ra được cái ban đó là những cái mạch sau á là nó lỗi tương tự, hầu như nó cũng hư những linh kiện y xì vậy thôi, không khác gì hết. Nhưng mà này mình tính để nghiên cứu chưa ra cho anh em, thôi thì làm lại để giao cho khách luôn. Đây cũng rất là gọn thôi chứ không có gì cả. Đấy thì một số cái lưu ý để anh em kiểm tra con 8954 anh em, mình biết tới đâu thì mình chia sẻ tới đó thôi. Thì anh em có đòi hỏi thêm nữa thì cũng không được nha, mình chỉ biết được tới đó thôi. Rồi thì video đây là xin kết thúc nha anh em. Thì xin chào tạm biệt anh em. Đây cái mạch này anh em quan sát kỹ nó nha. Hôm bữa có một khách hàng cũng hỏi mình cũng bệnh tình trạng gì nữa mình không có nhận. Do là bây giờ hiện tại là mạch rất là nhiều luôn. Đấy thì mà anh em có một số cái mà rất là ngộ nha. Ship mà chưa tới nữa là ra hỏi mình làm rồi chưa, mình chưa nhận được cái mạch nữa. Rồi hỏi tối ngày mình lo cầm điện thoại mình trả lời tin nhắn không mà có làm được gì đâu. Ấy thì anh em cũng phải thông cảm nha. Thì mình á, là mình cũng rất là muốn làm nhanh để đưa cho anh em, để trả mặt cho anh em ha, để trả mặt cho anh em nhanh để mình còn nhận những cái mặt khác nữa ấy, chứ không phải là mà chứ không phải là mình để cái mặt của các bạn mình neo lại mình làm gì gì đâu. Mình muốn làm nhanh, trả nhanh để mình nhận được tiền, mà mình làm có tiền mà, để mình nhận tiền nhanh chứ không có phải mà trì trệ mặt chứ của các bạn hay để gì đó. Cho nên là những cái anh em nào á mà gửi về á mà hối á, mà lỡ mình test không kỹ á mình đưa đi luôn thì nó bị lỗi là anh em chịu nha. Đấy, anh em chị nó bị lỗi là anh em chịu, đó là do anh em. Đấy, những anh em nào mà hối mình á, những anh em nào mà hối mình á, thường thường hay hỏi 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 hoài á, là mình mà sửa xong chạy là mình cho đi luôn, mình không có test kỹ. Đấy, còn những anh em nào mà không hối mình nó gửi rồi thì cứ để đó, thì thấy hơi lâu lâu thì cũng phải hỏi, nhưng mà mới có 2 3 ngày mà anh em shipper chưa tới thì mà anh em hỏi. Thì những cái mạch đó thì mình test cỡ 15 20 phút rồi xong mình cho đi ha. Còn những cái mạch nào mà để lại mà cảm thấy mà không có hối thì mình có thể mình test trong vòng, mình hát một vài bài trong vòng 1 2 tiếng đồng hồ chạy ổn thì mình mới cho đi nha. Đấy, đó là do anh em thôi nha, chứ không phải do mình. Đây anh em xem cái số lượng mạch bây giờ nó hư là chắc gì nè. Đấy, nhưng mà có một số mạch sửa được, có một số mạch không 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 sửa được luôn. Mình mới mua một cái lô 2093 này là mua ở chỗ khác nè, còn cái lô kia mình mua tới bên Trung Quốc là chỗ khác, thì về đóng thử thì không có con nào chạy chứ, hay là do cái cấu tạo của cái con này nó như sao đó. Tại vì nó cũng khó nha anh em, mình không có thừa được do linh kiện được. Tại vì cái con này á cái chân nó ngộ lắm, có khi mình đóng nó không có dính hết á, nó không dính được hết cái chân.
cho nên là thua luôn à. Thôi thì video ở đây cũng xin tạm dừng nha anh em. Xin chào tạm biệt anh em.